Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Bóng Tech. Trên tay mình đây là Google Pixel 4a 5G. Chiếc điện thoại mình mới mua trong khoảng thời gian gần đây mà thậm chí là mình cũng đã làm video đánh giá về em nó rồi. Các bạn nào mà chưa xem thì có thể tìm lại trên kênh của Bóng Tech nhá. Còn hôm nay thì mình sẽ quyết định làm một video đánh giá chi tiết bộ camera trước và camera sau của em máy này, để cho những bạn nào mà quan tâm muốn mua một chiếc máy phụ chuyên để chụp ảnh, hoặc là anh em quan tâm về chiếc máy nào dưới 4 triệu có cái camera tốt nhất thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video nha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau intro. Và bây giờ, trước khi bắt đầu video thì mình muốn chia cho anh em một cái bảng thời gian ở đây. Đây chính là mình sẽ đánh giá đầu tiên về camera chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng. Tiếp theo thì mình sẽ đến với camera chụp ảnh ở điều kiện thiếu sáng, camera selfie, và cuối cùng mình sẽ là đánh giá về phần quay video nhá. Đến với phần đầu tiên thôi, đấy là chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng. Một số bức ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình của anh em, thì anh em có thể thấy là bức ảnh đủ sáng của nó có độ sáng vừa phải, độ nét rất tốt, mặc dù đây chỉ là cảm biến 12 megapixel mà thôi. Cái mình ưng ở đây chính là độ bão hòa màu. Các bạn có thể thấy là mỗi cái bức ảnh ấy thì đều được tăng bão hòa lên nhẹ nhẹ một chút. Nó sẽ khiến cho bức ảnh nhìn rất tươi tắn và có sức sống. Điều này thì nó xảy ra với đa số trường hợp. Các bạn có thể thấy những cái bức ảnh mình chụp ở tòa nhà chung cư màu cam ở đây này, thì màu cam cũng sẽ được tô đậm lên, bầu trời cũng sẽ được tô thêm màu xanh. Và hơn nữa thì một số cái bức ảnh khác như là mình chụp trong studio này, thì các bạn có thể thấy là cái màu vàng LED đánh vào tường nhìn đều rất ưng ý đối với cá nhân mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến chụp ảnh ở điều kiện thiếu sáng. Thì có một điều mình nghĩ là mình nên lưu ý đầu tiên với anh em là chiếc máy này thì không có camera tele. Vì vậy là sẽ không thể chụp được những cái bức ảnh siêu trăng, siêu ảo diệu đâu. Mặc dù là nó có chế độ nha, tuy nhiên thì bức ảnh chụp ra thì nó cũng chỉ được đến như thế này mà thôi, nó không hơn được. Cùng với đó thì ở cảm biến camera chính, mình vẫn thấy được rằng là cái độ sáng của nó vẫn được giữ lại một cách khá là vừa phải. Tuy nhiên độ nét giữ lại là rất tốt. Và một vài cái tấm ảnh chụp đêm này thì mình có đăng lên các group công nghệ như là Vật Vờ Studio hay là Android Việt Nam ấy, thì tất cả anh em đều đánh giá rằng con Pixel này có một chất ảnh rất trong, mà thậm chí nó còn đẹp hơn cả một số mẫu iPhone đời đầu có chế độ chụp đêm như là iPhone 11. Các bạn có thể nhìn thấy những cái bức ảnh mình chụp ở cái chỗ cà phê Laika này. Trời, ảnh quá trong luôn. Xung quanh này có ánh đèn xe này, đèn đường này. Tuy nhiên thì tất cả ánh sáng đều được kiểm soát rất là kỹ càng, và vẫn là một cái nữa đấy là noise của nó hoàn toàn là không có. Ở trong những cái điều kiện thiếu sáng như ngoài đường mình chụp thì mình thấy là chế độ chụp đêm và chế độ chụp thường không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên chế độ chụp đêm nó sẽ thể hiện được tối đa sức mạnh khi mà các bạn đang chụp ở điều kiện hoàn toàn không có ánh sáng. Những bức ảnh ở đây mình chụp gói đậu phộng này, chụp cái mô hình ô tô cũng như là cái mô hình con gấu của mình, thì lúc này là phòng của mình không có bất kỳ một cái ánh đèn nào ngoài một cái ánh đèn ngủ cả. Cái ánh đèn ngủ, cái công suất nó rất là yếu, nhưng các bạn có thể thấy là khi lên hình với chế độ chụp đêm, nhìn nó như kiểu là mình đang bật điện phòng như bình thường vậy. Những bức ảnh có độ nét rất tốt, độ noise giảm đi đáng kể. Và thực sự là mình quá ấn tượng, bởi vì ở trong những cái điều kiện này, chính mắt của người nhìn của mình cũng không thể nào nhìn được rõ các cái vật thể này. Tuy nhiên chế độ chụp đêm của Pixel lại làm cực kỳ là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là camera selfie. Ảnh của con Pixel này có cái độ nét không phải là quá cao, và nó sẽ cà đi một chút những cái chi tiết ở trên khuôn mặt để nhìn là mặt mình nó có một cái gì đấy nó mịn mà hơn. Tuy nhiên cách cà của Pixel thì mình lại khá là ưng ý nha. Nó cà theo một cách rất là tự nhiên, là cái da mặt của mình nó vẫn có cái độ vàng vừa đủ, cái chi tiết trên mặt mình nó vẫn được giữ lại một chút. Và tiếp theo thì đến với cái điều kiện thiếu sáng. Một số cái bức ảnh mình chụp ở trong văn phòng cũng như là chụp trong studio, anh em có thể thấy là cái cách xử lý ảnh của nó vẫn là tương tự. Mặt sẽ bị cà nhẹ đi, bức ảnh da người sẽ thiên hướng hơi hơi vàng một chút. Và cuối cùng đến với phần 3, chúng ta sẽ cùng đánh giá về khả năng quay video của nó. Về cái khả năng quay video đủ sáng thì chiếc máy này cũng có khả năng chống rung nha. Anh em có thể tự xem những cái thước phim ở đây để có thể đánh giá về cái phần chống rung của nó. Rồi, đây là mức chống rung có tên là hoạt động, hay còn gọi là action mode, nó giống kiểu iPhone ấy anh em. Nhưng mà nó sẽ bị downgrade xuống Full HD. Đó, ở đây thì anh em có thể tự đánh giá thôi để xem là cái hiệu quả chống rung của nó có ngon không. Chứ mình đang nhìn trên màn hình thì có vẻ là không được nét lắm. Ở cái điều kiện thường thì mình thấy là cái cách xử lý nó khá là giống với cách xử lý ảnh. Đấy là cái độ nét của nó rất là vừa phải và độ bão hòa màu nó được tăng lên một chút. Điển hình ngay là các bạn có thể nhìn thấy những cái tán lá cây ở đây thôi. Những tán lá cây nó được tô thêm màu xanh, nhìn nó rất tươi tắn và có sức sống. Cả chế độ 4K ở quay thường và cả chế độ chống rung ở Full HD ở điều kiện đủ sáng mình đều đánh giá là ngon nha. Và tiếp theo đến với điều kiện camera trước đi. Thì mình thấy là camera trước của chiếc máy này quay chưa đạt tới cái tầm mà mình mong muốn.
Thì thực ra là mình đang sử dụng những cái chiếc máy iPhone. Các bạn đều biết là iPhone đều có khả năng quay video camera trước rất rất tốt, lên được cả 4K luôn. Thì khi chuyển sang chiếc Google Pixel 4a 5G này thì mình thấy là thứ nhất là bức ảnh nó hơi dễ bị rung. Thứ hai nữa là khi mà thu âm thì tiếng gió nó vào hơi nhiều. Và thứ ba là khi mà các bạn quay ở điều kiện thiếu sáng thì các bạn có thể thấy là khi bước đi thì cái video nó sẽ bị rung lên đáng kể. Và qua video này anh em có thể thấy là chống rung này, màu sắc này, độ nét này, cũng như là cái khả năng thu âm của nó nhá. Trong cái tầm giá dưới 4 triệu của nó, mình chấp cả hàng cũ lẫn cả hàng mới chính hãng luôn. Mình vẫn đánh giá Google Pixel 4a 5G là một chiếc điện thoại có camera tốt bậc nhất trong cái tầm giá này. Bạn nào mà chỉ quan trọng nhất là về chụp ảnh thôi thì con này tự tin là đứng số 1 về camera trong tầm giá luôn. Còn nếu mà anh em quay video thì mình nghĩ là nó đủ tốt, nó nằm ở mức trung bình, chứ nó không được gọi là quá xuất sắc, nhưng nó cũng không đến cái nỗi tệ để anh em quá lo lắng đâu. Vậy thì anh em nghĩ sao về cái bài đánh giá chi tiết camera của chiếc máy này của mình ngày hôm nay? Mình cầm nó thì cũng được 2 tuần rồi. Và một số cái trường hợp mình chụp ở đây, mình tin rằng nó đã cho anh em được một số cái góc nhìn rất là cụ thể về con máy này. Đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe để có thể ủng hộ thêm cho kênh YouTube Bóngtech nha. Và anh em muốn mình đánh giá thêm về chiếc máy gì nữa, hãy cùng bỏ lại ý kiến ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.